ghê chưa, đó sướng chưa. Tắm mưa nha các bạn, con này quay rồi mà mình quên không nhớ đầu gì. Ờ nè trời, đất này nó sớt lên những nhờ đã lắm. Đất này nó ngâm nước cũng lâu rồi. Có vô quánh lầy gai. Chà có cái gò cây đó cái gì không biết. Nè nè. Bánh này bánh chín tắc mét. Dài này 2 mét nha các bạn. Tính ra con này nó xớ bằng mấy cài rồi đó. Nhưng mà mấy cài nó có thể là nó chạy không giỏi bằng con này. Trời, chạy ở dưới mấy cái đất lúng lây ra này nè. Mấy mang bánh bơ đồ nữa. Con này thì nó được ngỡ là nó chạy bánh lòng nó dặm luôn. Ô này cũng hơi cực là cực vô bánh, nhưng mà nó cũng nhẹ sớ cho nên không mấy gì nặng, không mấy gì khó sớ. Đầu 60 này là đầu V2403 nha các bạn, sau đầu DC60 đó. 2403 2.4 lít bít tông 87 turbo trên máy cắt 60 này sẽ là 60 HP. Cũng có nhiều bạn nói với mình là nói chung là phản pháo lại mấy người mà nói xài phá đồ đó. Người ta mới hỏi ngược lại là nó xài cái hộp số này nó xài ở trên con gùa sớ gì gùa kéo lúa được đó, kéo cái châm bao chạy phao vậy với lầy đó rồi lên con máy này nhầm nho gì đâu. Cái đó cũng có một phần đúng nha các bạn. Nhưng mà cái nhầm nho gì đâu, ở đây nó là thằng này nó xuống bánh lồng rồi chứ không phải là bánh xích. Xuống bánh lồng nó chạy thì nó ngay thì nó không có điều máy như chạy bánh xích. Với lại nó giác thêm cái dàn sớ nữa. Còn cái thằng gùa nó cái thằng cái kiểu mà nó tải trọng ở trên từ trên nó dàn xuống. Với lại bánh xích nó thì nó dàn đều ra hết rồi. Bánh xích cũng có thể coi là một phần của hệ thống giảm tốc đó, chứ không phải là như bánh lồng này nó truyền thẳng ra luôn. Nói chung là của bền tay người đó các bạn ơi. Máy nào cũng vậy, mà đặc biệt là máy chế là không tránh khỏi cái chuyện hư giặt rồi. Như con máy này mình quay là mùa này là mùa thứ chắc cũng khoảng thứ 3 rồi nè. Là mình tính từ cái thời điểm mà mình gặp được con máy này mình quay, chứ mình không có biết là cái chủ máy người ta mua từ khi nào, xài từ lúc nào nha. Nếu người ta cũng vẫn chạy bình thường, hư thì phải sửa rồi. Cái chuyện máy làm đồng thì cái chuyện ở đâu có tránh khỏi được. Máy làm đồng lúc nào nó cũng tải nặng hết rồi. Toàn chạy với bùn với lúng không à. Mình thấy rồi, chỉ có ở Việt Nam mà chỉ có ở miền Tây thôi. Nước ngoài thì chưa thấy cái kiểu chế này.
Kiểu máy D thì bình thường nước ngoài Ấn Độ thì lừ khư, kiểu mà lên đầu 4 mà gác lên máy ba bánh này thì chỉ có với miền Tây độc nhất luôn. Máy này theo như mình được tìm hiểu mà người ta với nói với anh em bạn bè đồ nói trên mấy cái clip mình đăng á, thì xuất xứ của máy này là ở An Giang nha các bạn, hồi trước nhiều lắm, bây giờ thì ít lè. Cái hơ máy này nếu mà khúc khúc xa xa mà nhìn không thấy máy rồi là sẽ phải nói là máy cày hoặc máy gì sớ, chứ không phải không ai nói đâu, máy con máy tay đâu. Đầu 60 70 này mình nghe nói là nó chạy mau nóng, nó dòng tua nó tới 2.007 lần. Cái giạc này hơi mềm, cái giạc bờ này không chạy khỏe hơn cái loại máy đời biết bao nhiêu mà nói. Máy chạy khỏe mà tài lái cũng khỏe nữa. Thằng này cái chiều dài nó dài hơn máy đời, cho nên cái đối trọng nó cũng dằn máy nó lướt cũng khỏe nữa, không có bập bên, không có gập ghềnh nhiều. Nó dài cái là dài cái đầu máy á, đầu máy nó gác chòm ra đằng trước lần mà nó gịch lại cái nói chung là nó chòm ra đằng trước để mà nó gắn cái ô che đó. Với lại một phần nó đi dằn số lớn nè, máy nó phải chờ tới lần trước thì giống như là dằn tạ vậy đó. Cái gò thiệt tình, cái gò đó chắc cái gò bờ quá, kiểu cái đất bờ, đất cũ quá, nó là bờ người ta trồng cây, cái rồi lúc người ta phá bờ người ta để thêm cái cây luôn, cây lớn rồi ôm nhấp vòng. Tài lúc nãy cũng có kêu mình quay cận cảnh con máy. Anh em nào có theo dõi kênh mình lâu mà thường xuyên là sẽ biết là mình rất ngại là làm phiền người ta, nhất là lúc đang chạy nè. Mặc dù người ta lên tiếng nhưng mình cũng cảm giác ngại lắm. Chỉ khi nào mà máy nghỉ trưa hoặc nghỉ ăn, nghỉ uống, nghỉ nói chung nghỉ mệt á, thì mình mới tiếp cận tài với tiếp cận máy mình quay chi tiết thôi. Tại vì cái lúc người ta chạy về mình đâu có biết là mình quay về là có phiền người ta hay không, hoặc là quay người ta thích hay không. Mặc dù nói chung dân miền Tây các bạn, dân miền Tây thì lúc nào cũng cái miệng hé hé cười đó, sao cũng cười được. Mình nói đây là mình nói tình hình chung nha, chứ anh Tài này thì ảnh cũng biết mình từ trước rồi, nói chung hai anh em cũng đã gặp rồi một lần hai lần gì rồi. Ngại cái là trời đang nắng nóng như vậy nè mà kiểu như mình quay thì phiền người ta phải ngừng máy, nói chung là nó mất chớn đó, mất đà đó. Mặc dù người ta nhiệt tình thiệt nhưng mà cái chủ ý của mình nè, thôi cứ để cho nó tự nhiên, dịp này không được thì dịp khác chứ không có gì. Nhặt bờ này, gần bờ này nước hơi nhiều ha, nhiều chứ nó lướt cũng phải ghê.
cây quá này mặc sức và dặm luôn, thêm cái dàn sớ 2 mét nữa tê tái luôn. Khúc nó đó khoảng 4 tấc. Nhìn nhừ thấy không? Tấc nó mềm nữa. Ê, lại có hàng đầu 4 coi nha các bạn. Ở đây là Phú Sơn, Phú Tân, An Giang. Đồng này thì đã bắt đầu vô sớ rồi các bạn, toàn là mấy con thôi. Nhưng mà chỉ mới thấy có mình con này gác đầu 4 à. Đầu gì đây ta? Tục bô luôn. Cái này không biết 60 hay 70 đây nữa. Đấy, thấy chưa các bạn, chạy khỏe ghê luôn đó chưa. Cái loại này thì giá nó khoảng 80 mấy 90 nha. Cao hơn cái loại bình thường là cao hơn cái đầu máy thôi chứ không gì. Cái đầu máy với cái dàn sớ, nó xài dàn sớ lớn hơn, bánh lòng cũng dài hơn, với thêm cái bộ chia đó, cũng có bạn gọi là cái bộ giảm tốc đó, chia từ dọc thành ngang đó. À, đã chưa, chạy khỏe lắm nha các bạn. Cái loại này nó đầu máy nó lớn. Nó vẫn xài hộp số liên hợp nha các bạn, hộp số liên hợp Trung Quốc đó. Hộp số của máy cắt đó, máy cắt với của gùa cá lúa đó. Đó, sướng chưa, ô này cũng có dấu bánh lai gai hơi lúng lúng nha. Ê, con này dàn sớ chắc cũng dài á. Ghê chưa? Đó. Sướng. À, 2 mét. 2 mét phải không? Đầu 60 bé 10 quên rồi bạn. Đầu 60 bé 10 quên rồi. 60 ha.